Sau đây là một số mẹo có thể áp dụng để mà chúng ta có thể câu lên được nhiều rồng nhất có thể nha mọi người. Rồi nếu như bạn nào mà chưa câu được rồng thì nhớ xem video này nhé. Rồi việc đầu tiên mọi người cần làm đó là chạy lại xưởng chế tác nè. Đó mọi người chế cho mình cái mồi bạch tuộc này nha. Đấy tại vì nguyên liệu nó rất là dễ kiếm luôn. Còn nếu như bạn nào mà câu được nhiều cái ngọc rồng á thì chúng ta có thể chế cái mồi thần thánh nè. Nhưng mà mồi thần thánh này thì hơi tốn thời gian nha. Thì mình vẫn khuyên các bạn là nên chế mồi bạch tuộc nhé. Và đối với các cái cần câu á, thì mọi người nên ưu tiên các cái dòng mà có tỷ lệ xuất hiện cá khổng lồ nè mọi người. Đấy, những cái cần câu đó thì mọi người nên sử dụng nhé. Thì hầu như những cái cần câu này đều là mở hộp hết. Và có cái cần B01 chúng ta sẽ chế nha. Đó, nếu như bạn nào mà có thì hãy nên lấy ra xài nha mọi người. Và khi mọi người đi câu ở các cái khu vực vòi rồng nè, thì mình nên khuyên mọi người là qua bên khu nghỉ dưỡng nhé. Tại vì bên này khi mà một lần xuất hiện vòi rồng á, là sẽ xuất hiện hai vòi lận nhé. Nên cái tỷ lệ người sẽ bị chia ra bớt nha. Đó sẽ không có đông. Nhưng mà khi mà các bạn câu ở bên khu vực playa thì người rất là đông nha mọi người. Đó nhiều khi chỉ có thấy thuyền thôi chứ không có thấy cái cần câu đâu hết. Nhưng mà ở bên playa được một cái á, là khi mà xuất hiện bóng sáu á mọi người thì chắc chắn cái bóng sáu đó là sẽ xuất hiện con rồng nha. Còn ở bên khu vực khu nghỉ dưỡng nè thì chúng ta có xác suất nhỏ sẽ xuất hiện những cái con cá cụ nhé. Rồi một lưu ý nhỏ nè, khi mọi người câu ở vòi rồng á thì mọi người nhớ đậu thuyền xa xa một xíu vậy nè. Mọi người ném cần ở bên cái mé nha, chứ đừng có ném thẳng vô cái vòi rồng. Như vậy nó sẽ bị cái vướng cái tầm mắt của chúng ta đó, rất là dễ bị hụt cá luôn nhé. Đấy mọi người ném mé ở bên như mình nè, thì ở bên tay trái của mình nè, nó sẽ xuất hiện lên là cái vòi rồng, tức là mình đang câu ở khu vực vòi rồng rồi đó mọi người. Và cái cần mình đang sử dụng á, là tăng 50% xác suất lên cá khổng lồ. Và mình sử dụng thêm cái mồi bạch tuộc nữa, tăng thêm 50% nữa mọi người. Đây rồi, cái bóng 6 đây rồi nha mọi người. Trời ơi, đang kéo con cá ở hộp mà mọi người cứ trù là lên lưng gù, lên con cá mập. Người thì trù hụt, người thì trù đứt. Trời ơi. Yeah, vậy là mình đã lên cái con rồng đầu tiên rồi nha. Đấy, rồng săn đến từ suối nè. Cái độ dài của mấy con rồng này đều là 2024 hết nha mọi người. Thì mình đã áp dụng những cái cách trên á, và 46 mình lên cũng khá là nhiều nha. Nhưng mà thật là buồn mọi người ạ. Còn tại sao buồn thì mọi người cứ xem hết clip là sẽ biết nhé. Nãy mới hụt một cái bóng 6 nha. Rồi bây giờ lại lên thêm một cái bóng 6 nữa nè. Thank you.
Trời ơi kéo được rồi, nhưng mà cái khúc này tức điên nha mọi người. Đó con cá nó nhấp đôi hai lần nha. Trời ơi. Cây tươi nhờ. Rồi thêm một cái bóng sáu tiếp theo nữa nè mọi người. Đấy một cái siêu phẩm này nha. Rồi đớp một phát dịch luôn. Rồi trong cái đỏ thì cũng có cái đen. Đó thì mình cũng lên nhiều bóng sáu, nhưng mà do mình có thể là do mình run quá mọi người ạ. Thì mình chuyển qua mình sẽ mở hộp nhá. Mình nghĩ mình đang đỏ nên mình sẽ ra cái xe nha mọi người. Ok mình sẽ bốc 10 hộp nha. Rồi trước mắt là thấy 5 hộp là Sukana rồi nè. Rồi còn 3 hộp. Rồi đen luôn mọi người ơi. Đó câu cá cũng đen mà mở hộp cũng đen. Rồi bạn nào mà câu mà ít lên bóng 6 á, thì thử áp dụng cái cách của mình nhé. Đó là xài cái cần tăng tỷ lệ bóng 6 và xài cái mồi bạch tuộc. Rồi chúc mọi người có thể là câu được rồng nhé.